quay thì cũng thấy Quỳnh thấy mặt Quỳnh Hiêu à, chắc là mới chia tay muốn quay xong nên hơi buồn chiếu, nên là anh em cũng biết nói chuyện với nhau. Tôi biết là chính xác là Quỳnh với Ngô Kỳ Huy có chia tay không, hay là gì cụ thể gì đó vậy? Mình hơi nhiều chuyện chứ, mình hỏi ủa Quỳnh với Huy có chia tay chưa hay sao, thì nói chung là cũng biết là chia tay hay chưa, mình không có bao trả lời. Xong rồi khi mình hỏi đó thì Quỳnh đi tim với lại sợ mất công, mình nhiều chuyện quá nên thôi không biết chia tay hay là chưa, không có rành lắm. Thời gian vừa qua thì mọi người thường thường là soi mối anh về chuyện tình cảm á, cảm thấy có khó chịu hay không? Okay. Thời gian qua thì cũng có nhiều cái sự chú ý của chuyện tình cảm của mình, nhưng mà mình nghĩ thì mình cũng có chuyện của mình chứ cũng chẳng có gì cả, tại vì tình cảm của mình thì bình thường thôi. Thì trong năm sau thì anh Hiếu có định đi một quốc gia nào khác nữa không? Trong năm sau thì chắc có lẽ Hiếu có một cái đam mê là du lịch, thì không biết là năm sau chắc năm nay làm ăn thôi chứ không có đi chơi, đi chơi hoài cũng chán rồi, tại vì Hiếu đi cũng trăm mấy nước rồi nên chán rồi. Chính xác con số là anh Hiếu có biết bao nhiêu nước không? Hiếu đi cũng khoảng trăm mấy nước rồi, thì chỉ có những cái nước khó mà chưa khó xin visa thì mình chưa có đi thôi. Nhưng mà ra số những cái nước khó xin visa thì những cái nước đang chiến tranh thì mình qua mình hơi sợ chứ, nên không đi thì mất công mất mạng hoặc là xui xẻo nữa. Tại sao Hiếu lại quyết định chọn game này để làm đại sứ thương hiệu? Cái này là Hiếu không phải là Hiếu chọn, mà bên nhãn hàng chọn Hiếu làm đại sứ game, thì Hiếu rất là vui khi được làm đại sứ thương hiệu cho game Kiếp Thế Mobile. Anh có từng thử chơi cái game này chưa? Thỉnh thoảng công việc của Hiếu thì cũng rất là bận rộn, khi đi hát cũng có thời gian nhiều, nhưng mà khi mà có thời gian rảnh thì Hiếu cũng trải nghiệm cái game này để mà mình được thư giãn nhiều hơn. Từ đây tới cuối năm còn một tháng thì là mấy anh có những hoạt động gì nữa? Từ đây tới cuối năm thì Hiếu đang lên kế hoạch, Hiếu sẽ sản xuất những cái bộ phim ca nhạc đầu tư, bộ phim dài tập, tại vì trong thời gian vừa qua thì Hiếu cũng ra những cái phim ca nhạc thì cũng được sự đón nhận rất nhiều từ các bạn trên mạng, trên kênh YouTube rất nhiều, thì Hiếu sẽ đầu tư những cái hình ảnh MV tốt hơn và những cái phim ca nhạc tốt hơn để mà là anh từng là tiên phong là những cái phim ngắn trên YouTube rồi á. Thì là tới năm nay thì được rất là nhiều đối thủ cạnh tranh và những nghệ sĩ khác cũng làm, thì anh cảm thấy là nên khai phá gì đó mới hơn. Thì thực sự trên mạng bây giờ thì có những cái phim web drama rất là nhiều, thì mỗi kênh có một cái thể loại khác nhau, thì Hiếu sẽ cố gắng có những cái kịch bản tốt hơn để mà không phải giống những cái kênh khác, thì quan trọng là mong là các bạn sẽ ủng hộ. Nên bật mí nội dung chút xíu về cái dự án sắp tới mà anh làm trên YouTube không, tức là nó nghiêng về thể loại nào không? Hiện tại thì đang nghiêng về thể loại tình cảm xã hội đen chút, nó có một chút hành động, và ngoài ra thì Hiếu đang nhắm vào thể loại phim kinh dị. Cảm ơn anh.